Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi, được ở trong các thành và các nhà chúng nó rồi, thì phải để riêng ba cái thành giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Ngươi phải dọn đường, chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp ấy, hầu cho kẻ sát nhân ẩn núp tại đó. Và này là cách mà người ta phải đãi kẻ sát nhân ẩn núp tại đó đặng bảo tồn sự sống mình. Nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình không có ganh ghét trước, thí dụ nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng đốn củi, tay người đang giơ rìu ra đốn, rủi lưỡi rìu suốt cán trúng nhầm kẻ lân cận làm cho kẻ ấy bị chết đi, thì người phải chạy ẩn núp mình trong một của ba cái thành này đặng bảo tồn sự sống mình. Bằng chẳng kẻ báo thù huyết vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó, và nếu đường dài quá theo kịp và đánh người chết đi, mặc dầu người không đáng chết bởi từ trước người không có ganh ghét kẻ lân cận mình. Vì vậy ta dặn và phán cùng ngươi rằng hãy để riêng ba cái thành. Nếu ngươi cẩn thận làm theo các điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay, tức là thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hằng đi theo đường lối Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ mở rộng bờ cõi ngươi, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, và ban cho ngươi cả xứ mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ ngươi. Rồi bấy giờ, ngươi phải thêm ba thành nữa vào ba thành trước, hầu cho huyết vô tội không đổ ra giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, và không có huyết trên mình ngươi. Nhưng nếu ai ganh ghét kẻ lân cận mình, gài mưu hại người, nổi lên đánh chết người, rồi chạy ẩn núp mình trong một của các thành ấy, thì những trưởng lão của thành kẻ đó phải sai đi kéo nó ra khỏi nơi, nộp vào tay kẻ báo thù huyết để nó chết đi. Mắt ngươi sẽ không thương xót nó, nhưng phải trừ huyết người vô tội khỏi Israel thì ngươi sẽ được phước. Ngươi chớ dời mộc giới của kẻ lân cận mình mà các tiên nhân người đã cấm nơi sản nghiệp ngươi sẽ nhận được tại xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Chứng độc chiết không đủ cớ định tội cho người nào, bất luận gian ác tội lỗi nào mà người đã phạm. Cứ theo lời của hai hay ba người chứng thì sự mới định tội được. Khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, thì hai đàn có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đang thì đó. Các quan án phải tra xét kỹ càng. Nếu thấy người chứng này là chứng dối đã thưa gian cho anh em mình, thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình. Vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. Còn những người khác hay điều đó sẽ sợ, không làm sự hung ác như thế ở giữa ngươi nữa. Mắt ngươi chớ thương xót. Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Chương 20. Khi nào ngươi ra giao chiến cùng thù nghịch mình, nếu thấy ngựa, xe và binh đông hơn mình thì chớ sợ, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã khiến ngươi lên khỏi xứ Ai Cập ở cùng ngươi. Lúc gần khai chiến, thầy tế lễ sẽ bước tới nói cùng dân sự mà rằng: Hỡi Israel hãy nghe, ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình, lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy và chớ kinh khiếp vì chúng nó. Bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng cùng đi với các ngươi, đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho. Bây giờ các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng: Ai đã cất một nhà mới mà chưa khánh thành,
hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ khánh thành chăng? Ai đã trồng một vườn nho và chưa hái trái, hãy đi trở về nhà mình, kẻo chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ hái trái chăng? Ai đã làm lễ hỏi một người nữ mà chưa cưới, hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi người khác sẽ cưới nàng chăng? Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng, ai là người sợ và nhát, hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình tán đỡm như lòng mình chăng? Vừa khi các quan trưởng nói xong với dân sự, thì phải lập những tướng làm đầu dân sự. Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó. Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi. Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bây giờ ngươi sẽ vây nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm. Xong, ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc này. Nhưng trong các thành của những dân tộc này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở. Khá tận diệt dân Hê-tít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-xít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng? Khi ngươi vây một thành nào lâu đặng hãm chiếm, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thể ăn được trái nó. Vậy chớ chặt nó, vì cây ngoài đồng há là một người để bị ngươi vây sao? Ngươi chỉ phải phá hại và chặt những cây mình biết chẳng phải là cây ăn trái. Hãy dùng nó cất đồn lũy để đánh thành đang làm giặc với mình đó, cho đến chừng nào nó đầu hàng. Chương 21. Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, thì các trưởng lão và quan án của ngươi phải đi ra, đo bề xa từ người bị giết đến các thành ở chung quanh người. Đoạn, các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết, phải bắt một con bò cái tơ chưa làm việc hay mang ách, dẫn nó đến một dòng nước hằng chảy, gần đó không ai cày và gieo, rồi tại nơi ấy trong khe vặn cổ con bò cái tơ. Những thầy tế lễ là con trai Lê-vi sẽ đến gần, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các người ấy đặng phục sự Ngài và nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước cho. Tùy lời miệng họ làm bằng, phải quyết phán các sự tranh tụng và thương tích. Bây giờ, hết thảy những trưởng lão của thành ở gần người bị giết hơn hết sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ mới bị vặn cổ trong khe, đoạn cất tiếng nói rằng, tay chúng tôi chẳng đổ huyết này ra, mắt chúng tôi chẳng thấy gì. Lạy Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài tha tội cho dân sự Ngài mà Ngài đã chuộc. Xin chớ kể huyết vô tội cho dân Israel của Ngài, rồi tội sát nhân sẽ được tha cho họ. Như vậy, ngươi làm điều ngay thẳng tại trước mặt Đức Giê-hô-va và cất huyết vô tội khỏi giữa mình. Khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch mình, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi và ngươi dẫn tù chúng nó. Nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ, thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay, lột áo tù và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng. Kế ấy, ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng, và nàng sẽ làm vợ ngươi. Nếu ngày sau ngươi không ưa nàng nữa, nàng muốn đi đâu thì phải cho nàng đi mặc ý. Và vì ngươi đã lấy nàng làm vợ, nên chẳng khá bán nàng lấy tiền hay đãi nàng như nô lệ. Khi một người nam nào có hai vợ, vợ này được thương, vợ kia bị ghét, song cả hai đều có sinh con cho ngươi,
và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét. Khi ngươi chia sản nghiệp cho các con mình, thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương thế cho con trai của vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình, vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi, quyền trưởng nam thuộc về nó vậy. Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn, cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: Này, con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say sưa. Bây giờ, chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Khi một người nào phạm tội đáng chết thì hãy giết nó và treo lên trụ hình. Thay nó, chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó, vì kẻ nào bị treo, ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Thi Thiên 64. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch. Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác. Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm, nhắm mũi tên mình tức là lời cay đắng, đặng từ nơi kín dấu bắn vào kẻ trọn vẹn, thình lình chúng nó bắn đại trên người chẳng sợ gì. Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, bàn tính nhau để gài bẫy kín dấu mà rằng ai sẽ thấy được. Chúng nó toan những điều ác, chúng nó nói rằng chúng ta đã làm xong, mưu đã sắp sẵn. Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc, nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó, thình lình chúng nó bị tên thương tích. Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu. Cả loài người đều sẽ sợ, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu biết điều Ngài đã làm. Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình. Chương 50. Này là lời của Đức Giê-hô-va bởi tiên tri Giê-rê-mi phán về Babylon, về đất của người Căn-đê. Hãy rao, hãy bảo cho các nước và dựng cờ xí. Hãy rao truyền đi, đừng có giấu. Hãy nói rằng Babylon bị bắt lấy, bên đầy hổ thẹn. Merodach bị kinh hãi, hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ. Vì một dân đến từ phương Bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa. Người và súc vật đều trốn tránh và đi mất. Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, trong kỳ đó, con cái Israel và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Chúng nó hướng mặt về Si-ôn, hỏi thăm về nó mà rằng: Hãy đến, liên kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao ước đời đời sẽ không quên. Dân ta vốn là một bầy chiên lạc mất, những kẻ chăn làm cho lộn đường, để chúng nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ. Phàm những kẻ gặp đều vồ nuốt chúng nó, và những kẻ nghịch chúng nó đều nói rằng: Chúng ta không đáng tội, vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va là nơi ở của sự công bình, tức là Đức Giê-hô-va, sự trông cậy của tổ phụ chúng nó. Hãy trốn ra ngoài Babylon, ra khỏi đất người Căn-đê. Hãy đi như dê đực đi đầu bầy. Vì này, ta sẽ khiến nhiều dân tộc dấy lên từ xứ phương Bắc và đến nghịch cùng Babylon. Các dân ấy sẽ dàn trận đánh Babylon và từ đó nó bị hãm lấy. Tên chúng nó bắn như tên của lính chiến giỏi, chẳng trở về không. Căn-đê sẽ bị cướp lấy.
phàm kẻ cướp lấy nó sẽ được no nê. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi kẻ cướp sản nghiệp ta, vì các ngươi vui mừng hớn hở, vì các ngươi buông lung như bò cái tơ đạp lúa, reo hí như ngựa mập mạnh. Bởi vậy, mẹ các ngươi rất mang xấu hổ, kẻ đẻ các ngươi bị thẹn thuồng. Kìa, nó sẽ làm cuối cùng hàng các nước, một đồng vắng, một đất khô khan, một nơi sa mạc. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va, nó sẽ không có người ở nữa, chỉ thành ra nơi hoang vu cả. Phàm những kẻ đi qua gần Babylon sẽ lấy làm lạ và sỉ báng về các tai nạn nó. Hỡi các ngươi là kẻ hay dương cung, hãy dàn trận nghịch cùng Babylon chung quanh. Hãy bắn nó, đừng tiếc tên, vì nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Khá kêu la nghịch cùng nó khắp tư bề. Nó đã hàng đầu, lũy nó sập xuống, tường thành nó nghiêng đổ. Ấy là sự báo thù của Đức Giê-hô-va. Hãy trả thù nó, làm cho nó như nó đã làm. Hãy diệt những kẻ gieo giống trong Babylon cùng kẻ cầm liềm trong mùa gặt. Vì sợ gươm kẻ ức hiếp, ai nấy sẽ trở về dân mình, ai nấy sẽ trốn về đất mình. Israel là một con chiên tan lạc bị sư tử đuổi theo. Trước hết, vua Assyri đã vồ nuốt nó. Nay sau hết, Nebuchadnezzar vua Babylon đã làm tan xương nó ra. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ phạt vua Babylon và đất nó như đã phạt vua Assyri. Đoạn, ta sẽ đem Israel về trong đồng cỏ nó. Nó sẽ ăn cỏ trên cạc Mên và Ba Sang. Lòng nó sẽ được no nê trên các đồi Ephraim và Gala-át. Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, bây giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của Israel mà không có nữa, tìm tội lỗi của Giu-đa mà chẳng thấy nữa đâu. Vì ta sẽ tha tội cho những kẻ trong vòng chúng nó mà ta đã chừa lại. Đức Giê-hô-va phán: Hãy lên đánh đất Merathaim và dân cư Phê-cốt. Hãy giết và diệt hết theo sau nó và làm y như mọi điều ta đã dặn ngươi. Tiếng kêu về giặc giả vang động trong đất, tai vạ lớn lắm. Cây búa của cả đất đã bị bẻ gãy là giường nào? Babylon đã trở nên hoang vu giữa các nước là giường nào? Hỡi Babylon, ta đã gài bẫy và ngươi đã mắc vào mà không biết. Ngươi đã bị tìm và bắt được vì đã tranh cạnh cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã mở kho khí giới mình, lấy binh khí của sự thạnh nộ ra, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân có việc phải làm ra trong đất người canh đê. Hãy đến từ bờ cõi rất xa nghịch cùng nó. Hãy mở kho tàng nó ra, chất lên như đống. Hãy diệt hết cả, đừng để lại chuốc gì. Hãy giết mọi bò đực nó, đem xuống hàng thịt. Khốn nạn cho chúng nó, vì ngày chúng nó đã đến, ấy là kỳ thăm phạt chúng nó. Hãy nghe tiếng kêu của kẻ đi trốn, của những kẻ thoát khỏi đất Babylon, đặng rao ra trong Si-ôn sự báo thù của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, sự báo thù về đền thờ Ngài. Hãy gọi hết thảy những kẻ cầm cung, mọi người dương cung đến đánh Babylon, đóng trại chung quanh nó, đừng để cho ai thoát khỏi. Hãy theo công việc nó mà báo trả, làm cho nó trọn như nó đã làm. Vì nó lên mình kiêu ngạo nghịch cùng Đức Giê-hô-va, nghịch cùng đấng thánh của Israel. Vậy nên, bọn trai trẻ nó sẽ ngã trên các đường phố, và trong ngày đó, những người đánh giặc của nó sẽ phải nín lặng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi dân kiêu ngạo, này, ta hờn giận ngươi, vì ngày ngươi đã đến, ấy là kỳ ta sẽ thăm phạt ngươi.
kẻ kiêu ngạo sẽ siêu tó vấp ngã không ai dựng lại. Ta sẽ đốt lửa nơi các thành nó, thiêu nuốt mọi sự chung quanh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: con cái Israel và con cái Giu-đa thảy cùng nhau chịu hà hiếp. Phàm những kẻ bắt chúng nó đi làm phu tù đều giữ chúng nó lại, chẳng khứng thả ra. Đấng cứu chuộc chúng nó là mạnh mẽ, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài sẽ đối nại việc chúng nó chắc chắn, đặng cho cả đất được yên nghỉ và làm bối rối dân cư Babylon. Đức Giê-hô-va phán: gươm dao ở trên người Canh-đê, trên dân cư Babylon, trên các quan trưởng và các người khôn ngoan nó. Gươm dao ở trên những người khoe khoang, chúng nó sẽ nên người dại dột. Gươm dao ở trên những kẻ mạnh mẽ, chúng nó sẽ bị kinh khiếp. Gươm dao ở trên những xe, ngựa, cùng mọi dân lộn giống giữa nó, chúng nó sẽ trở nên như đàn bà. Gươm dao ở trên những kho tàng nó đều bị cướp giật. Sự hạn hán ở trên các dòng nước nó đều bị cạn khô. Vì ấy là xứ những tượng chạm, chúng nó vì thần tượng mà điên cuồng. Vậy nên, những thú rừng nơi sa mạc sẽ cùng chó rừng làm ổ tại đó. Những chim đà cũng choáng làm chỗ ở mình. Babylon sẽ không hề có dân cư nữa, vả từ đời này đến đời kia người ta sẽ không ở đó. Đức Giê-hô-va phán: nó sẽ giống như Sodom, Gomorrơ và các thành lân cận khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành ấy. Sẽ không có dân ở nữa, chẳng một con người nào đến trú ngụ đó. Này, một dân đến từ phương Bắc, một nước lớn và nhiều vua từ các phương đất rất xa bị xui dục. Họ cầm cung và giáo, hung dữ, chẳng có lòng thương xót. Tiếng họ giống như biển gầm. Hỡi con gái Babylon, họ đã cưỡi ngựa mà đến dàn trận để đánh ngươi. Vua Babylon đã nghe tin đó thì tai người trở nên rã rời. Sự buồn rầu bắt lấy người như cơn đau của người đàn bà sinh đẻ. Này, kẻ thù như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đanh mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình, ta sẽ làm cho người Canh-đê trốn khỏi và lập người mà ta đã chọn cai trị nó. Vì ai giống như ta, ai sẽ định kỳ cho ta, ai là kẻ chăng đứng được trước mắt ta? Vậy, hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã toan nghịch cùng Babylon và ý định Ngài đã lập nghịch cùng đất người Canh-đê. Thật, những con nhỏ trong bầy chúng nó sẽ bị kéo đi, làm cho nơi ở chúng nó trở nên hoang vu. Nghe tiếng Babylon bị bắt lấy, đất đều rúng động và có tiếng kêu nghe ra giữa các nước. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.